Đó, chờ chồng tôi kìa Minh Tư. Trời vui lắm mọi người ơi. À, đây là gia đình của tôi đi quay phim Cô Dâu Hào Môn. Đây là con trai của tôi. À, con gái thì nó còn đang ngủ ở trong phòng. Rồi nói chung là gia đình có hai đứa con mà rất thất lạc đâu nữa rồi Quý Anh. Ngủ à, ngủ rồi, còn còn chồng rồi tới ai nữa, ai nữa? Gia đình còn ai nữa? Hết Bốn người rồi, phải bốn không? người à. À, villa, trời ơi, mới đầu nghe đi quay tưởng đâu là trời ơi resort năm sao đồ, trời ơi mở ra tao nói ê, năm con sâu thì có hết năm sao nổi rồi. Rồi cái khu ở đây á, mọi người biết không, nó rất là yên tĩnh và nghe đâu á, là nó không có bán buôn gì được cả, và bây giờ nó dự án này nó để không như vậy nè đó mọi người. Thôi thôi tôi không dám nói rồi, tôi xin lỗi. Đó nè mọi người thấy không, nhà đẹp dễ sợ luôn. Mở ra là gia đình tôi nè, sáng nay có đồ nướng nữa nè. Nè đồ nướng mà không ai nướng hết trơn trời á. Đó, ở cái khu này nó yên tĩnh lắm. Trời ơi, tối hôm qua tôi mệt quá, tôi về tôi ngủ, còn hai cha con nó ngủ không được. Nó lạ chỗ rồi, người thì á hả, chắc là không có quen ngủ chỗ này nọ này kia nọ, mỗi người mỗi ý. Mà tôi ngủ một giấc tới sáng luôn, tôi khỏe liền, tôi đỡ liền luôn á. Cả nhà gia đình tôi là chuẩn bị ăn cơm sáng, cái đoàn cho cơm rồi xong rồi cái phần này nữa, cái phần này của là ông sủi hôm qua ổng tẩm bổ đó. Ủa trời ơi đó, bầu ngư di cá rồi cua càng cua. Rồi sáng nay thì ông chồng tôi Kiều Minh Tuấn ổng mua, rồi ông dậy cái ông đi mua dâu, ổng đi mua hột gà, ổng sợ mọi người đói mì gói rồi đó. bar Thịt bò nữa hả? Cho yeah. ơi cưng không? Nay cái bụng xẹp rồi nha ông nha. Hả? Hôm nay cái bụng ông xẹp rồi. Xem chết bà, chưa hết chưa chưa hết phim mà bụng xẹp rồi. Ăn này không thôi, mà ăn ăn này không mà còn thì đó chết rồi, không chết con tôi chết trứng tôi. Nè thì gói trứng nè, cái anh là đẹp trai không, trời ơi anh ơi con lên hình đẹp vậy sao? Lúc nào cũng quá trời nóng quá thì con làm sao? Thử cho con gái nó. Trời ơi tội nghiệp con gái quá à. Tội nghiệp lắm. Rồi tới hai mẹ con ngủ trong phòng này nè mọi người. Trời ơi hai mẹ con tôi tưởng villa đồ nghe, giành giật. Để con tôi nói sao con. À cái mền của cái con tôi giật đá. Tôi nhường cho con tôi đắp cái khăn nó luôn. Ở tối con ngủ được không con? Không mẹ ơi, mẹ ngái quá. Phải không? Con có quay lại hả? Trời ơi! Con này chuyên gia nha, đi phim nó quay đền con xấu đó. Cái gì vậy Linh? Dậy đi con, dậy ăn sáng đi con, dậy ăn sáng lát nữa ngủ nữa nha. À, đó con gái tôi, còn đây là trợ lý của con gái tôi. Linh em ngủ được không Linh? Không được lắm á, chập chờn phải không, chỗ lạ phải không? Ừ. Đó bây giờ gia đình mình con ăn, cũng ăn, con ăn gì con ăn đi. Dạ vâng ạ. Trời ơi cái nhà thấy ghê luôn vậy đó. Làm tụi tôi tưởng pizza cái gì villa năm sao đồ, rồi không có chuẩn bị một cái mền một cái gì hết trơn á, chán dễ sợ. Lên em cầm em quay em chỉ coi lên. Thái lá lụm lá sa kê để uống nè. Hả? Ủa? Tôi thì sáng nay tôi vợ chồng tôi dậy là đơn sơ. Ê đây có mít nè. Sao vậy? Con này không nhận. Không có đây. Đây mít nè con ơi, sẽ ăn con. Ông ạ. Gia đình. Ê trời mít nhiều lắm nha, mít nhiều lắm. Mít thú nữ. Mít thú nữ hả? À? Phải không? Trời ơi. Không phải. Quý anh ơi. Sake. Đây mẹ trẻ cái mít này ra không? Trời ơi lắm sơ nha. Không. Phụ đi phụ đi. Thôi để mẹ đá banh. Trời ơi là vợ gì đâu mà nó cổ cỏ lên rồi heo úa. Xây cái nhà cái kiểu gì là lủng hết trơn á trời. Cái này mình chơi một năm nữa là thôi chứ. Trời ơi tan nát luôn nè thấy chưa. Tự nhiên sáng nay mình đi nói xấu nhà. Đó, nhìn toilet của con này như cái hành lang. Đâu? Đó, toilet. Vậy đó hả? Ừ. Trời ơi. Như một cái hành lang. Trời ơi, lụm lá chi vậy ông? Để nấu nước uống. Lấy cái mận nè. Trời khùng má, nè, nấu nước chưa chết hả? Thiệt mà. Cái mận nè chết không hả? Nấu nước... Đâu? Nè, có trái luôn nè, có mận. Trời ơi.
thôi, kêu mận nè, uống cho mận mà. Ăn thử thôi, ăn được không quý em thử thôi. Ê, ô cái này chín nè. Được mà, món cái này chín nè. Ngọt không ạ? Ừ. Bị dịch lâm dịch lưỡi á. Chưa kịp gì. Dịu không nổi. Trời của đất có mận, có mít mà đâu có ăn được đâu. Ăn dâu đi. Ăn cơm đi. Lên em ăn cơm chưa? Dạ chưa ạ. Ở đây nè, cơm đoàn nó có đem lại rồi đó. Biết sao mọi người biết sao mà tụi tôi ở chung một nhà không? Tại vì tụi tôi đang quay phim Cô Dâu Hào Môn. Ừ. Phim điện ảnh 20 tháng 10 là chiếu ngoài rạp á, cho nên là mọi người nhớ ủng hộ tụi tôi nha. À, đi quay phim có những cái mà cái kỷ niệm là ở chung như vậy rất là vui, cho nên là tối á, là nghe nói là sắp gia đình tôi không ở chung, tôi không chịu. Tôi nói không, người ta phải cỡ cái đấy đẹp quá. Đầu trắng đó cái gì ơi, đầu trắng như con ma. Mọi lần trời, 12 giờ mấy rồi con? 12 giờ mấy rồi con ơi? Dậy ăn cơm nước đi. Rồi muốn ngủ nữa thì ngủ. Ủa con ăn cơm chưa anh? Dạ có rồi con. Ờ, ăn cơm đi. Lấy lần. Ăn cơm này. Ăn cơm này con. Hơn rồi tối tôi phân chị, tôi lấy thằng Định nó đem về cho tôi mấy chai nước, tôi chia người chai. Có uống. Rồi nè. Rồi đem ra đây mình ăn luôn đi. Tấm em đây ngồi nước xỉ xỉ ăn chơi. Có ăn có mua đũa rồi gì đó. Ừ, đây. Sáng rồi anh đi chợ rồi á. Tuấn á, về đảm đang đi không mọi người. Trời ơi, sáng vậy mà đi mua, đi chợ mua. Ở chợ gần đây hả? Mấy cây. Ờ, ông đi bằng gì? Xe. Ai chở vậy? Mình chạy. À. Có bánh canh, canh lóc á, ngày mai ăn không? Ờ, được á. Ờ, chứ... Ông có ăn cái đó cho một sáng không? Có ăn rồi, nhưng mà nó còn có phần... Có wifi này. Ăn cũng được. Ăn cũng được. Mình ăn cơm đi. Dạ, con đang đợi rồi. Thôi kìa, con nước kìa, đó. Đúng với lại, con ăn rồi. Cơm đoàn nè, mấy chị. Cái nó khô khan quá rồi. Hả, cơm tắm á. Chắc mua ở ngoài đó. Tôi kể ăn đỡ lót dạ đi. Dâu đẹp hơn. Chủ yếu là đi quay vui à. Tụi tôi là vui, nói chuyện đồ tám rồi vậy thôi. Kỷ niệm. Dù già. Nông gia thấy vậy chứ ngọt á. Ngọt lắm. Ăn miếng cơm lắm dạ. Ăn con với lại tướng ăn kia kìa. Nãy có ăn miếng cơm rồi. Mấy giờ nó đem đồ ăn lại? 1 giờ không đặt gì em. Rồi, tạm biệt mọi người nha. Tạm biệt cả nhà. Chúc mọi người nhiều sức khỏe. Nhớ subscribe kênh Lê Giang Official. Tháng 10 nhớ mọi người nhớ đi coi phim Cô Dâu Hào Môn nha. Hay lắm. Tôi nói thiệt. Nè thấy không? Đó, tôi quay cái cảnh như vậy là cảnh mà gia đình đó là mọi người biết rồi, nó như thế nào. Hào Môn này cỡ nào? Đó. Yeah, bye bye mọi người nha. Love you forever. Thank you very much. Are you ready? Love you forever.